tới giờ ăn cơm rồi. Đồ má, đấy phải là tới giờ ăn cơm mà nói thì mình muốn thôi. Nhớ subscribe ở đâu ta? Nói trên cái màn hình, subscribe đây. Hoặc là ở đây. Đó là một thói quen của đa số người thì sáng nào cũng phải. Vậy á. Thì đó là cái giá trị mà bạn tạo ra cho mọi người thôi. Có thể cục cức của bạn nó không hữu ích ở thành phố, nhưng mà về nông thôn cục cức của bạn sẽ được tận dụng ở một phương diện nào đó thôi, chứ cũng không hẳn là hoàn toàn đúng. Khi nào còn niềm vui thì mình vẫn cứ phải vui, mà không còn niềm vui thì thì mình lấy xăng ha. Chiu lấy về. Trước khi ăn cúng rồi mà buồn dữ vậy. Đất đông ngoài kia không phải là sự sống. Ở đây chỉ nghe tiếng chim, lâu lâu có tiếng chó, tiếng gà. Đây mình đang ở đâu thì bé quyết. Nhưng đây đốt mà đốt. Nói về cái nói gì quên ta. Từ tí nhớ ra nói tiếp. Điên.